Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ngày 11 tháng 2 của Dosavina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Cập nhật tiến độ sản xuất 3 cầu MQC cho khách hàng Simulink. Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Phân làn giao thông dành cho người đi bộ, xe máy và các phương tiện khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, hiện nay MHS và các nhà thầu phụ đang lắp ráp 4 cầu MQC đầu tiên của dự án Simulink cho khách hàng Simedep. Sau đây là những hình ảnh lắp ráp cũng như tiến độ tại công trường. Dự án này được ký kết vào ngày 17 tháng 5 năm 2019, bao gồm việc thiết kế, chế tạo và lắp ráp 6 cầu trục MQC cung ứng cho khách hàng Simedep để khai thác tại cảng Simulink, Cái Mép, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Được xem là những cấu trục có kích thước lớn nhất từ trước đến nay mà Dosavina đã sản xuất. Mỗi cấu trục đều cao 93m, dài 150m, rộng 27m và nặng khoảng 1.700 tấn. Chúng có khả năng bốc dỡ các container hàng hóa trên các tàu mẹ cỡ lớn nhất một cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Hiện tại chúng ta đang lắp dựng cho dự án Simulink gồm có 6 cấu. Thì cái kế hoạch đề ra là ngày 30 tháng 4 á, là chúng ta sẽ bàn giao cái cảo đầu tiên, là chuyến xuất hành đầu tiên á. Còn ngày 30 tháng 6 á, là chúng ta sẽ vô hạn đợt thứ hai và đợt cuối cùng là ngày 20 tháng 9. Thì cầu và hiện tại chúng ta đang làm ở đây á, là đương tiến hành cho một đợt xuất hành đầu tiên là gồm hai cái cảo. Thì cái cảo số 1 á, là dự kiến là ngày 20 chúng ta sẽ operation, sẽ tời lên. Và để là đáp ứng cái tiến độ đó, thì hiện tại là ngoài công trường đây á, thì chúng ta là cần có gồm có là 200 nhân lực. Thì đơn tiến hành đây, đương tiến hành là hai dự án một lúc, một là làm module, hai thì làm dự án cảo. Thì cái nhân lực là mình chia làm đôi, nó không giống như hồi trước. Thì bây giờ là cái lực lượng là anh em mà giám sát vào đây là rất là mỏng, nhưng mà anh em cũng cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Và có cái khó khăn thứ hai á, là cái hiện tại là cái đội electric chúng ta là đương mới có tách ra thôi. Thì về vật chất này cũng như là dụng cụ vật chất và đồ đít đồ này kia thì nó thiếu rất là nhiều đó, nên thành ra là ảnh hưởng tới cái công việc rất là nhiều, nhưng mà anh em thì cũng cố gắng thôi để hoàn thành thôi. Ngoài việc sản xuất các cẩu MQC này thì MHS hiện cũng đang tham gia vào các dự án khác, vì vậy tất cả người lao động của nhà máy này phải thật sự nỗ lực và bố trí nhân lực cũng như sắp xếp mọi thứ một cách khoa học nhất. Các bạn thân mến, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra đang diễn biến phức tạp, Dosavina đã áp dụng một số biện pháp phòng ngừa cho người lao động của công ty và của các nhà thầu phụ. Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra đang có chiều hướng gia tăng tại các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dosavina đã nhanh chóng triển khai một số hoạt động nhằm phòng tránh thông qua các kênh tuyên truyền của công ty, thường xuyên cập nhật diễn biến của dịch bệnh và tính chất nguy hiểm của nó, cũng như hướng dẫn mọi người cách tự phòng ngừa cho bản thân, gia đình và đồng nghiệp. Đã có kế hoạch để phun khử trùng ở các cái văn phòng làm việc, phòng họp, phòng toilet, các cái văn phòng làm việc của chip worker hoặc là foreman. Phun định kỳ hàng tuần. Cái thứ hai là dự kiến sẽ phun khử trùng các định kỳ các cái xe buýt, nhưng mà hiện tại thì phải thực hiện một tuần sau, hiện tại chưa có hóa chất. Nội dung thứ hai là làm công tác tuyên truyền cho công nhân viên lao động áp dụng các cái biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nó hạn chế ngăn ngừa được cái sự lây lan của virus nCoV. Cái việc thứ ba, tức là đang tiến hành xúc tiến mua khẩu trang để có kế hoạch cấp phát khẩu trang cho đại trà cho công nhân viên đeo phòng bệnh. Đồng thời, nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập hàng hóa tại cảng, bộ phận PS đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với đội ASS để huấn luyện cho nhân viên liên quan biện pháp phòng tránh như mang khẩu trang đúng cách, kiểm tra thân nhiệt, cách vệ sinh cá nhân, phun thuốc khử trùng trên tàu và hầm trước khi tiến hành công việc. Và chúng ta đã áp dụng các biện pháp này khi tiếp nhận tàu Junin ICE
để nhập vật liệu sau khi cập một cảng của Trung Quốc vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Sau khi áp dụng quy định, người lao động tự đi bộ vào cổng, bộ phận AHSS đã tiến hành phân luồng lối đi dành cho người đi bộ, đi xe máy và các phương tiện vận chuyển khi ra vào công ty nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như tránh tình trạng ùn ứ vào các giờ cao điểm. Dosanvina hiện có hơn 1.600 người lao động và 1.200 công nhân của các nhà thầu phụ, cộng với hàng trăm lượt xe đưa đón nhân viên, giao nhận hàng hóa, v.v. ra vào cổng hàng ngày. Điều này khó tránh khỏi sự ùn tắc hoặc nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông vào giờ cao điểm, đặc biệt là sau khi công ty đưa ra quy định mới, buộc người lao động đi bộ qua cổng khi ra vào công ty, chứ không cho phép xe buýt đưa thẳng vào bên trong như trước đây. Nắm vững tình hình đó, bộ phận AHSS đã phối hợp cùng các bộ phận liên quan tiến hành phân luồng bằng rào chắn, kẻ vạch và tạo lối đi riêng dành cho người đi bộ và các phương tiện vận chuyển. Ngoài ra, lối đi dành cho xe máy vào khu vực bãi giữ xe cũng được thay đổi, tách biệt hẳn ngay từ cổng ngoài. Điều này để giúp giảm thiểu tình trạng mất trật tự khi đi chung làn, đan xen với người và các phương tiện khác. Ngoài mục đích an toàn thì việc phân làn này còn tạo ra nét mỹ quan trong văn hóa giao thông của Dosanvina, không có sự lộn xộn, chen lấn và không có sự ùn tắc nào xảy ra kể từ ngày 14 tháng 1 cho đến nay. Trước khi kết thúc bản tin trưa hôm nay, mời các bạn theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày cùng một đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông. Dosanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website
youtube.com với từ khóa Drosophila DVTV V10N09. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Drosophila thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Drosophila. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt.